buổi họp báo về Thường hội đồng ngày 22 tháng 10, cầu nguyện và đối thoại về dự thảo tài liệu cuối cùng. Tại Thường hội đồng, giờ đây là thời điểm phân định đầy đủ về tài liệu cuối cùng với việc trình bày các mô đi, cách thức, tức là cách sửa đổi cho bản văn, nhưng luôn hướng đến những gì đang diễn ra trên thế giới với đề xuất một lời nói không mạnh mẽ và rõ ràng đối với chiến tranh. Đây là nội dung chính của các buổi làm việc trong hội trường Phaolô 6 được báo cáo sáng nay ngày 22 tháng 10 trong buổi họp báo dành cho các nhà báo tại văn phòng báo chí Tòa Thánh. Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban Thông tin, cùng với bà Sala Perez, Thư ký Ủy ban đã trình bày những gì đang diễn ra trong hội trường. Quá trình soạn thảo các cách thức. Những giờ tới đây, chiều nay và sáng mai sẽ được dành cho việc soạn thảo các cách thức của các nhóm nhỏ về dự thảo tài liệu cuối cùng. Ông Ruffini cho biết và thông báo vào cuối buổi sáng, cha Giacomo Costa, thư ký đặc biệt đã giải thích chi tiết về giai đoạn mới này của công việc. Cụ thể, các cách thức, theo ông Ruffini, là những đề xuất cụ thể về sửa đổi, có thể là loại bỏ, bổ sung hoặc thay thế. Ngoài ra, có các cách thức tập thể và các cách thức cá nhân. Các cách thức tập thể được thông qua trong nhóm ngôn ngữ. Mỗi thành viên đều được mời đưa ra đề xuất của mình. Mỗi cách thức được bỏ phiếu riêng rẽ. Cần ít nhất đa số tuyệt đối, 50 cộng 1. Và chỉ các thành viên mới được bỏ phiếu. Mục tiêu là đạt được. Các cách thức tập thể thể hiện sự phân định của nhóm. Ông cũng cho biết thêm, các cách thức tập thể phải được nộp trước cuối buổi sáng ngày mai. Mỗi thành viên cũng có thể gửi các cách thức cá nhân tới văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng. Những cách thức tập thể có sức nặng lớn hơn, ông nói thêm. Bản dịch tài liệu sang tiếng Ukraine và tiếng Trung. Cuối cùng, ông Ruffini cho biết bản dự thảo tài liệu cuối cùng được viết bằng tiếng Ý, ngôn ngữ chính thức, nhưng đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể với các bản dịch không chính thức để phục vụ công việc. Tất cả điều này nhằm tạo điều kiện cho sự phân định của các thành viên khác nhau. Trong số các ngôn ngữ mà bản văn đã được dịch, tôi xin lưu ý có tiếng Ukraine và tiếng Trung. Điều này đã được hai giám mục người Trung Quốc tham dự Thường hội đồng đánh giá rất cao. Lời kêu gọi của giới trẻ, chúng con muốn đồng hành cùng quý vị. Trong buổi họp báo, bà Barres đã báo cáo rằng sáng nay có 343 tham dự viên trong hội trường, bao gồm Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau khi các nhóm nhỏ đã làm việc hôm qua, tiếp nối phần trình bày dự thảo tài liệu cuối cùng, sáng nay, tất cả các bài phát biểu tự do đều tập trung vào bản dự thảo tài liệu. Bản văn được đánh giá cao vì sự cân đối, chiều sâu và nội dung phong phú, đồng thời cũng có những đề xuất bổ sung. Bà Barres cho biết, đã có 40 bài phát biểu liên quan đến các chủ đề về tính hiệp hành đã được thảo luận cho đến nay. Một trong những chủ đề này là giới trẻ, với lời kêu gọi từ một trong những thành viên trẻ nhất của Thượng Hội đồng, người đã gửi đến các giám mục và linh mục tham gia lời nhắn nhủ sau Thượng Hội đồng. Xin đừng bỏ quên giới trẻ, mà hãy cùng đồng hành với chúng con. Chúng con muốn cùng đồng hành với quý vị. Những vai trò khác nhau trong giáo hội. Bà Barres tiếp tục cho biết, những bài phát biểu khác đã đề cập đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội, nhấn mạnh tầm quan trọng căn bản của họ. Sau đó là vai trò của giáo dân, các hội đồng giám mục, các linh mục, đời sống thánh hiến và các cộng đoàn Kitô nhỏ bé. Thư ký Ủy ban Thông tin đã kết luận rằng, sáng nay, các vấn đề thời sự cũng đã được nêu ra trong hội trường Thường hội đồng, với lời kêu gọi giáo hội nhấn mạnh một lời phản đối mạnh mẽ và rõ ràng đối với chiến tranh đã được nói trong hội trường. Chúng ta cần tiếp tục kêu gọi và khẩn cầu chấm dứt những cuộc xung đột này, nếu không, sẽ không còn ai sống sót để có thể đọc được tài liệu này. Tưởng tượng cách thức mới để trở thành cộng đồng. Chúng ta được triệu tập không phải để giải quyết các vấn đề cụ thể, mà để tưởng tượng một cách thức mới để trở thành giáo hội. Hồng y Fridolin Ampogon Pensugu, Tổng giám mục Kinshasa Cộng hòa Dân chủ Congo, đã mở đầu bài phát biểu của ngài như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc cuộc họp của Thượng hội đồng, vị Hồng y bày tỏ sự hài lòng. Đất nước chúng tôi vẫn còn được coi là một đất truyền giáo. Giáo hội của chúng tôi cho đến gần đây vẫn là của các nhà truyền giáo và phải thích nghi với thực tế xã hội văn hóa. Ngài nói, vì vậy cuộc triệu tập Thượng hội đồng này được coi là một thời điểm thuận tiện. Một cơ hội để cùng nhau hình dung một cách thức mới để trở thành giáo hội. Bây giờ, khi phương thức này đã được tiếp thu,
khi trở về quê nhà. Với cương vị là chủ tịch hội nghị các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar, ngài đã đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cố gắng cùng với anh chị em châu Phi bước vào động lực mới này, trở thành một giáo hội công giáo theo một cách khác biệt. Châu Phi, mảnh đất màu mỡ cho tinh thần hiệp hành. Tổng giám mục Andrew Nicafunia của Tổng giáo phận Bamenda Cameroon đã chia sẻ về đóng góp của châu Phi cho Thượng Hội đồng, bắt đầu từ các cộng đoàn cơ bản và các giáo lý viên. Tính hiệp hành là một dấu hiệu cánh chung cho tất cả chúng ta, những người đến từ các nơi khác nhau trên thế giới với những ý tưởng khác biệt. Điều mà tiên tri Isaiah đã nói đã trở thành hiện thực. Sư tử, gấu và bê con sẽ ở chung với nhau. Tất cả chúng ta có thể trở về không chỉ như những người thụ động, nhận lãnh tinh thần hiệp hành, mà còn như những sứ giả tích cực, điều mà tôi tin thật sự là tương lai. Trong bối cảnh châu Phi, nơi các nhà thờ luôn đông đúc, vấn đề đặt ra là làm thế nào để duy trì tình trạng này? Ngài nhấn mạnh, và chúng ta sẽ làm điều đó qua tinh thần hiệp hành. Vì giám mục cũng nêu bật vai trò quan trọng của các giáo lý viên, đặc biệt là các phụ nữ, chiếm khoảng một nửa. Châu Phi là một nơi đặc biệt cho tinh thần hiệp hành, là mảnh đất màu mỡ. Ngài kết luận, trong các cộng đoàn nhỏ, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề và đạt được hòa bình. Tái hội nhập văn hóa công giáo trong thời kỳ hậu thế tục. Liên quan đến tình hình hậu thế tục ở Đức, giám mục Franz Josef Overbeck của giáo phận Essen nhấn mạnh sự cần thiết phải tái hội nhập văn hóa cho giáo hội công giáo. Sau nhiều năm khi mọi người hoặc là công giáo hoặc là tin lành, giờ đây trong tổng số gần 84 triệu dân, một nửa không có đức tin, không có tôn giáo và thậm chí không có khái niệm về Thiên Chúa là ai. Ngài chia sẻ, trong khi nửa còn lại gần như chia đều giữa người công giáo và người tin lành, cùng với sự hiện diện của hơn 4 triệu người Hồi giáo. Mặc dù các cộng đồng nhỏ mới đang hoạt động, vẫn xuất hiện nhu cầu tái truyền giáo và đồng thời cần một câu trả lời mới về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong tình trạng hậu thế tục, nơi mà giáo hội đang sống trong sự căng thẳng giữa một bên là cơ cấu và một bên là linh đạo mới, tinh thần hiệp hành là một con đường mà chúng ta đã sống từ nhiều năm nay. Ngài tiếp tục thêm rằng sau vụ bê bối lạm dụng ở Đức, một cách tiếp cận mang tính hiệp hành đã được phát triển. Châu Á, một đức tin sống động và đối thoại. Linh mục Clarence Zandanazal Devandasan, giám đốc trung tâm nghiên cứu công giáo tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã chia sẻ về kinh nghiệm sống tinh thần hiệp hành cả trong và ngoài giáo hội. Ngoại trừ Philippines và Đông Timor, ngài giải thích châu Á là một châu lục mà người công giáo là thiểu số. Đúng là đức tin ở đây rất sống động, nhưng điều đó không có nghĩa là không có hiện tượng thế tục hóa và các vấn đề khác. Ngài tiếp tục, khi không gian công cộng dành cho việc thể hiện đức tin ngày càng thu hẹp ở nhiều nơi, cũng do chủ nghĩa cực đoan về chính trị và tôn giáo, thì trong bối cảnh đó cần tìm kiếm sự hòa hợp thông qua việc đối thoại. Đối thoại ở đây không phải là một lựa chọn mà là một vấn đề sinh tồn. Nó không phải là điều mới mẻ mà là một nhu cầu cấp thiết và là một phần của kinh nghiệm chúng tôi sống hàng ngày trong một nền văn hóa đa nguyên. Tinh thần hiệp hành là nền tảng của tất cả những điều này và được sống trong mọi môi trường, bắt đầu từ gia đình và tiếp tục sinh hóa trái. Thách thức ở châu Á là làm thần học từ góc độ sống chung với người khác và liên quan đến việc truyền giáo ở những nơi đức tin không thể được bày tỏ một cách công khai. Cuối cùng, cha cũng đề cập đến hiện tượng di cư khi nhiều người châu Á di cư đến các nơi khác trên thế giới. Họ là những nhà truyền giáo mới. Vì khi họ ra đi, họ không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn mang theo đức tin của mình. Và tôi biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, họ góp phần làm sống động các giáo hội và giữ vững đức tin. Câu hỏi của các nhà báo dành cho khách mời. Trong phần dành cho câu hỏi của các nhà báo, giám mục Overbeck đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu vai trò của phụ nữ trong giáo hội, liên quan đến vấn đề thiếu linh mục và ai sẽ đảm nhiệm công việc mục vụ. Một chủ đề khác về việc thu hút giới trẻ đến với các cử hành phục vụ, theo quan điểm của vị giám mục Đức, có thể được khơi dậy thông qua âm nhạc và nghệ thuật, cũng như khả năng đóng góp của họ vào phục vụ, về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và khả năng mở ra chức phó tế cho họ. Hồng y Ampogo Pesungu
đã cho biết rằng các cộng đoàn giáo hội châu Phi không phản đối khả năng này. Tuy nhiên, theo ngài cần phải làm rõ hơn về hình ảnh của phó tế. Ban đầu, đó là một sự phục vụ cộng đoàn, không liên quan gì đến chức linh mục. Đó không phải là bước đầu tiên của chức linh mục, vì vậy nó cũng mở ra cho phụ nữ. Tuy nhiên, theo thời gian, khái niệm này đã thay đổi và ngày nay, phó tế được coi là bước đầu tiên của chức linh mục. Vấn đề cộng đồng LGBTQIA+. Khi được hỏi về sự tiến triển của các chủ đề liên quan đến cộng đồng LGBTQIA+, Giám mục Overbeck đã lưu ý có nhiều giải thích đang diễn ra trong bối cảnh đa dạng văn hóa rộng lớn. Một câu hỏi khác liên quan đến suy nghĩ của nhà thần học Timothy Radcliffe, đăng trên tạp chí The Tablet vào tháng 4 và được dịch sang tiếng Ý trên tạp chí Vita e Pensiero số tháng 7 và được báo Quan sát viên Roma đăng lại vào ngày 12 tháng 10. Trong đó có trích dẫn về áp lực mạnh mẽ từ những người tin lành với tiền từ Mỹ, từ chính thống giáo Nga với tiền từ Nga và từ người Hồi giáo với tiền từ các nước vùng vịnh giàu có mà các giám mục châu Phi phải chịu. Hồng y Apongo Pensugu đã trả lời rằng: "Tôi hoàn toàn không nhận ra cha Radcliffe trong những điều được viết ra đó, và ngài cho biết trong một cuộc gặp gỡ, nhà thần học đã nói rằng ông bị sốc khi những điều như vậy được gán cho mình." Hồng y khẳng định lại, cha Radcliffe chưa bao giờ nói điều này. Những khó khăn ngôn ngữ và vai trò phục vụ của phụ nữ. Vấn đề về vai trò của phụ nữ trong giáo hội đã được đặt ra trong hai câu hỏi khác nhau. Giám mục Overbeck nhấn mạnh tại giáo phận của ngài, do sự hiện diện của các linh mục đến từ các quốc gia khác không biết nói tiếng Đức, các phụ nữ đã được giao trách nhiệm giảng dạy, cũng như đôi khi hướng dẫn các nghi thức tôn giáo với trẻ em. Đức cha Fuania đã trình bày các trường hợp của một số cộng đoàn giáo xứ ở Cameroon, nơi mà các giáo điểm sau này trở thành giáo xứ không có linh mục cử hành thánh lễ vào mỗi Chủ nhật do khoảng cách xa phải di chuyển. Ở những nơi đó, việc dạy giáo lý thuộc trách nhiệm của cộng đoàn, cũng như việc chuẩn bị cho các bí tích được giao cho các thầy hoặc cô giáo lý viên. Tuy nhiên, việc cử hành các bí tích vẫn là trách nhiệm độc quyền của các linh mục, Tổng giám mục của Pamenda đã nhấn mạnh. Khả năng phong trần phước cho vua Baldwin cuối cùng liên quan đến việc Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra sẵn sàng trong chuyến tông du đến Bỉ vừa qua về việc phong trần phước cho vua Baldwin. Một câu hỏi đã được đặt ra cho Hồng y Ampogo đề cập đến những cáo buộc cho rằng nhà vua Bỉ có trách nhiệm trong việc sát hại Thủ tướng Congo Lumumba vào ngày 17 tháng 1 năm 1961. Chúng tôi vẫn để ngỏ là lập trường được Hồng y đưa ra. Đối với chúng tôi, ông ấy là một chính trị gia, đồng thời là một người sống đời tôn giáo và đã có rất nhiều can đảm. Nếu hồ sơ này khả thi và họ muốn trình bày để xin phong thánh, chúng tôi đồng ý. Tuy nhiên, vị Hồng y châu Phi cũng nói thêm về một vết đen trong cuộc đời của nhà vua. Chúng tôi không biết tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời ông ấy.